Nó làm sợi vô đó. Cái bên đứa mặt cái bành rừng. Không khí trời mưa xuống là rất đó, ở ngoài đường nó ướt một tay qua trong nhà. Yến châu hoặc cái yến nóng
nữa à. Biển dưới đó rồi cái tá hậu học dầu tội. Phòng trọ cô vô nước à? Mình ở đây đi chứ. Trên Liên Chiểu ngập ác. Tội sợ. Tôi hiểu là cái đoạn đoạn đào đường á, đoạn ở đây nữa. Anh chị đoạn cuối đường á, nó không ngập. Bên xe lại nữa, tôi hiểu giờ đó. Cái mũi nghe ảnh gửi gửi là la luôn thả lỏng. Sạch sẽ. Cứ nghĩ chỗ này nhỏ hơn cái chỗ đó là nghĩ chị lúc nào dự trù là đoạn này đoạn đào rồi chứ.